Still, only 59 schools. Rồi. Rất tốt rồi. Màu xanh này xinh hơn, hai màu này. Hồi ra bây giờ mỗi đứa lấy một màu xong rồi thay nhau mặc, hay phiên nhau mặc là được. Nhưng em mà lấy người cái to lắm. Cái rồi. Này con xong đi cả. Cái tóc này này, tóc phô mai là phô mai, còn cái tóc hình tròn là tóc ngô. Bên này không có tóc tím, đấy là ngô xúc xích không. Cái này nóng em, ngon. Bị bột canh nóng quá. Ui xinh thế. Con gấu này xinh à? Đi có. Con đấy à? Con màu này khác. Cũng được. Mùa muối kim chi hay là bán rất nhiều cải thảo. Đang mùa muối kim chi nhiều cải thảo. Mấy tiền 5.000 à? Ừ. Đây tầm 10.000 thôi. Cam sao đây ta? À. Đúng không? Bác không chọn. Đúng rồi, những con không biết chọn.
ăn thử, ăn thật. Samita. Trong đấy ừ. Là rẻ nhá. Khô nhỉ? Quay. Cái này nó vàng rồi này mọi người. Xinh chưa? Sao đã có cây thông Noel rồi? Chưa gì là cây thông Noel, hôm nay mới bao nhiêu nhỉ? Hôm nay không có nắng nên là rét lại. Nhìn không, nhìn mấy cây này kiểu không khí mùa đông á, xong rồi nhìn trời cứ âm u ấy. Mưa đứng to quá nhá, trụ hết mẹ cây mới vàng. Ờ, cái này mới vàng được có hôm nay. Tối nay mà mưa to thì nó rụng luôn. Hôm nay mưa buồn. Nhìn không khí nó cứ bị buồn, xong rồi lạnh nhỉ. Không khí Hà Nội thì nắng chang chang, nóng. Lần nào vào đây nó cũng thế. Bông tàu. So existing information I cannot enter insert again. Worker system ID. Cái này có quay thẻ được không? Được. Đây à? Cái này quay thẻ được mà. Xịp xỉu, xịp xỉu. Cái chill đi. Thôi chill đi. Đóng rồi, đỏ. Chỉ vô tối con hết rồi. Cái này không thấy conditioner, chỉ có shampoo thôi. Nói đến một cái nè, đi ăn thử ở siêu thị chưa đủ, vậy vào Olive Young để sơn thử móng tay luôn ạ.
Nào đưa tay đi xem nào. Dễ ấy. Try me. Nhưng mà này không đẹp. Chúc mừng mình. Đây, cặp xe mì ta. Rồi á. Này. Thank you. It was very delicious. Cảm ơn. Cảm ơn. Bỏng mồm. Hai người đi người Việt luôn à? Đây đúng này, cảm ơn. Cái này được tặng mọi người ạ. Anh người Việt cho. Cái nào có nhân? À, ai qua là mình quán này hỏi. Cho mấy người Việt hỏi địa chỉ ăn bibimbap mọi người ạ. Em chủ người Hà Nông chỉ. Thank you.